Chiều ngày mùng 1 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Nghi Xuân lần thứ 9 năm 2022 đã chủ trì cuộc họp giả soát công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức đại hội. Đại hội thể dục thể thao huyện Nghi Xuân lần thứ 9 sẽ được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 6 Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao diễn ra vào lúc 7 giờ 30 ngày 22 tháng 6 tại sân nhà văn hóa Nguyễn Du, có sự tham gia của các ngành đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các xã thị trấn trên địa bàn huyện với quy mô trên 600 người. Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra các môn thi đấu, giải bóng truyền hơi trung cao tuổi nam nữ phối hợp, giải bóng đá thiếu niên, giải cờ tướng, Trước đó, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghi Xuân cũng đã tổ chức thi đấu các môn bóng chuyển nam, bóng chuyển nữ, kéo co nam nữ tại khu du lịch biển Xuân Thành. Tại hội nghị, các thành viên Ban tổ chức đã thảo luận góp ý các nội dung tại Đại hội sắp tới. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghi Xuân đã yêu cầu các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các ban ngành đoàn thể, đơn vị dựa trên nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai phương án cụ thể, chi tiết để lễ khai mạc và quá trình diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nghi Xuân lần thứ 9 năm 2022 được thành công tốt đẹp.